thượng chứng được quả chánh biến tri do ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Itibiso Phagawa Arahan, Đức Thế Tôn hiệu Arahan, bởi ngài xa lìa các tội lỗi nên tiền khiên tật thân và khẩu của ngài đều được chọn lành. Sambuddho, Đức Thế Tôn hiệu Samma Sambuddho, bởi ngài đã thành bậc chánh đẳng chánh giác, tự ngài ngộ lấy, không thầy chỉ dạy. Vicca Charana Sambanno, Đức Thế Tôn hiệu Vicca Charana Sambanno, bởi ngài toàn đắc ba cái giác, tám cái giác và 15 cái hạnh. Tô, Đức Thế Tôn hiệu Sugato, bởi ngài đã ngự đến nơi an lạc, bất sanh, bất diệt đại Niết bàn. Lokavidu, Đức Thế Tôn hiệu Lokavidu, bởi ngài đã thông suốt tam giới Anuttaro. Đức Thế Anuttaro, bởi ngài có đức hạnh không ai bì. Purisadhammasarati, Đức Thế Tôn hiệu Purisadhammasarati, bởi ngài là đấng tế độ những người hữu duyên nên tế độ. Sattha-de-va-manusa-nang, Đức Thế Tôn hiệu Sattha-de-va-manusa-nang, bởi ngài là thầy cả chư thiên và nhân loại. Bút-thô, Đức Thế Tôn hiệu Bút-thô, bởi ngài giác ngộ lý tứ diệu đế và đem ra giáo hóa chúng sanh cùng biết với. Phagawati, Đức Thế Tôn hiệu Phagawa, bởi ngài đã siêu xuất tam giới, tức là ngài không còn luân hồi lại nữa. Nati me sang anh nhang bút thô me sa ra nàng qua rằng e tê na sách cha quay chê na hồ tu mê cha ra mang ga lăng. Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có Đức Phật bà báu nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con. Y như lời này. Akhato Phagavata, nghĩa là tam tạng pháp của Đức Thế Tôn đã khẩu truyền y theo chánh pháp. Thammo là pháp thánh có chín hạng, bốn đạo, bốn quả và một niết bàn. Sanghittiko là pháp mà chư thánh đã thấy chắc, biết chắc được kiến tánh, chẳng phải vì nghe, vì tin kẻ nào khác, nghĩa là tự mình thấy rõ chân lý. Akaliko là pháp độ cho đắc quả không chờ ngày giờ, là khi nào đắc đạo thì đắc quả không chậm trễ. Ehipasiko là của chư thánh đã đắc quả rồi, có thể ứng hóa cho kẻ khác biết được. Obanaziko là pháp của chư thánh đã có trong mình do nhờ phép thiền định. Bacchattang-vedita-bo-vinh-nyo-hi-ti là pháp mà các hàng trí tuệ, nhất là bậc thượng trí được biết, được thấy tự nơi tâm. Nati me saranang anh nhang tham mô me saranang qua rằng e tê na sai cha quay chê na hồ tu me cha ra mang ga lăng. Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có pháp bảo là quý báu nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con, y như lời chân thật này. Suppatibbano Phagavato Savaka Sangho, tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu hành chín chắn y theo chánh pháp. Uccupatibbano Phagavato Savaka Sangho, tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu hành chín chắn y theo thánh pháp. Nhà gia pati bàn nô pha ga qua tô sa qua ca sang khô, tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài tu hành để ngộ niết bàn,
là nơi an lạc, dứt khỏi các sự khổ. Sa mi chi pa ti ban no pha ga wa to sa wa ka sang kho. Tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu theo phép giới định tuệ. Gia di đằng cha ta riburi sa yu ga ni. Tăng nếu đếm đôi thì có bốn bậc. Tăng đã đắc đạo cùng quả tu đà huờn. Tăng đã đắc đạo cùng quả tư đà hàm. Tăng đã đắc đạo cùng quả A Na Hàm. Tăng đã đắc đạo cùng quả A La Hán. Athaburisabugala. Tăng nếu đếm chiếc thì có tám bậc. Tăng đã đắc đạo tu đà huờn. Tăng đã đắc quả tu đà huờn. Tăng đã đắc đạo tư đà hàm. Tăng đã đắc quả tư đà hàm. Tăng đã đắc đạo A Na Hàm. Tăng đã đắc quả A Na Hàm. Tăng đắc đạo A La Hán. Tăng đã đắc quả A La Hán. Sa pha ga wa to sa wa ka sang kho. Chư tăng ấy là các bậc thinh văn đệ tử Phật. A hu nay yo. Các ngài đáng thọ lãnh bốn món vật dụng của tín thí ở phương xa đem đến dâng cúng cho những người có giới hạnh. Pa hu nay yo. Các ngài đáng thọ lãnh của tín thí mà họ dành để cho thân quyến cùng bầu bạn ở các nơi, nhưng họ lại đem đến dâng cúng cho các ngài. Đắc khi này vô, các ngài đáng thọ lãnh của tín thí tin lý nhân quả đem đến dâng cúng. Anh Chalikarani vô, các ngài đáng cho chúng sanh lễ bái. Anuttarang bồn nhắc khe tăng lô ca sa tị. Các ngài là phước điền của chúng sanh không đâu biệt. Na ti mê sa ra năng anh nhăn sẵn khô mê sa ra năng qua rằng tê na sai cha quay cha hồ tu mê cha ra măng ga lăng. Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có đức tăng là quý báu, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con, y như lời chân thật này. Quan đà mi chê ti giang sáp bằng sáp bát thà nê su ba ti ti tăng sa ri ri ca thà tu ma ha bồ thình bút tha ru bằng sa ca lăng sa đà. Con xin thành kính lễ tất cả bảo tháp, xá lợi, đại thọ bồ đề và kim thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Cha ra thầm mầm hi cha rằng anati tô và thi thầm mầm hi và thình anati tô marana thầm mầm hi maranang anati tô. Sắp bê hi mê bi dê hi ma na bê hi na na pha vô quy na pha vô cầm ma sa cầm hi cầm ma đa gia đô cầm ma yô ni cầm ma bàn thù cầm ma ma ti sa ra nô. Yang cầm măng ca ri sa mi can ya năng qua ba ba căn qua ta sa đa ya đô pha quy sa mi e quang âm hê hi a phin hằng bách cha quách ki ta bàn ti. Thế Tôn lời dạy tỏ tường, năm quán tường phải thường xét ra, ta đây phải có sự già, thế nào tránh thoát lúc qua canh tàn. Ta đây bệnh tật phải mang, thế nào tránh thoát đặng an mạnh lành. Ta đây sự chết sẵn dành, thế nào tránh được sanh đến kỳ. Ta đây phải chịu phân ly, nhân vật quý mến ta đi biệt mà. Ta đi với nghiệp của ta, dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình. Theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phân minh kết thành. Sắp bê sa ta a quê ra hồn tu su khi ta hồn tu nít đúc khả hồn tu áp già bách trà hồn tu a ni kha hồn tu đi kha du ca hồn.
tu aroga hon tu sambati hisami chan tu sukhi atang pariharang tu dukkha patta chanit dukkha phaya patta chanit phaya soka patta chanit soka hon tu sabbe bibani no. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sự sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được sự thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Dạ, một lần nữa con kính lễ sư Trí Đức. Dạ, con kính lễ quý sư, quý cô tu nữ. Dạ, thân chào các đạo hữu vừa vào đạo tràng ạ. Bây giờ là thời điểm thích hợp để thọ trì tam quy và ngũ giới. Con xin thay mặt đạo tràng đọc tác bạch để thọ trì tam quy và ngũ giới. Con kính thỉnh sư Trí Đức thay mặt chư tăng truyền tam quy và ngũ giới cho Phật tử chúng con. Ukasa ma yang phành tê quy sùng rắc khana tha giá ti sa re na sa ha bành cha si la ni ya cha ma. Bạch sư, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích. Du ti giam bi giang phải tê quy quy sùng rắc kha na tha giá ti sa ra nê na sa ha bành cha si la ni ya cha ma. Bạch sư, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Ta ti giam bi ma giang phành quy sùng rắc kha na tha giá ti sa ra nê na bành cha si la ni ya cha ma. Bạch sư, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Dạ, đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng kính dâng mức đến sư Trí Đức để sư truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con ạ. Dạ, con kính dâng mức. Nam mô Bụt Thầy nhé, Nam mô Tham Mài nhé, Nam mô Sang Thầy nhé. Kính lễ Chư Tôn Thượng Đức Tăng, xin chào quý vị tu nữ, xin chào chị Việt Nam tín nữ, xin được thay mặt Chư Tăng truyền tâm quy và ngũ giới đến đạo tràng pháp hội. Bụt đăng sở năng gạch chế hà mê, con đến với lòng thành kính xin quy Phật. Đắc mong sở năng gạch chế hà mê, con đến với lòng thành kính xin quy Pháp. Sẵn cân sợ năng gạch chế hàm mê, con em mới làm tầm tỉnh xin quy tăng. Được chỉ dâm vì bụt đăng sợ năng gạch chế hàm mê, con em mới làm tầm tỉnh xin quy Phật lần thứ nhị. Được chỉ dâm vì đấm măng sợ năng gạch chế hàm mê, con em mới làm tầm tỉnh xin quy Pháp lần thứ nhị. Tu ti âm bi sanh khấn sợ năng gạch chế hà mi, con đến với lòng thành kính xin quy tăng lần thứ nhì. Tạ ti âm bi bụt đăng sợ năng gạch chế hà mi, con đến với lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Tạ ti âm bi đấm măng sợ năng gạch chế hà mi, con đến với lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Tạ thì âm vi sanh khấn sanh gạch chế hà mi, con em mới lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Bụt thăng sa ra năng gạch chế hà mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Thẩm măng sa ra năng gạch chế hà mi,
con đem hết lòng thành kính xin đáp. Sẵn khăn xa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng. Đu ti bi bút thăng xa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Đu ti giam bi thăm măng xa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Đu ti giam bi sẵn khăn xa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ nhì. Ta ti giam bi bút thăng xa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Ta ti giam bi thẩm măng xa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Ta ti giam bi ẩn khăn xa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ ba. Tỳ sa ca năng ni thi căn pháp lý tam bảo trọn đủ chỉ có bấy nhiêu. A ma phanh tê, dạ con xin vâng. Ba na di ba tam quê ra mình đi sẽ to với lần xăm mình dạ mi, còn xin vân dự biểu học là quý cánh xa sĩ sát sân a đinh na đa nam quê ra mình đi sẽ to với lần xăm mình dạ mi, còn xin vân dự biểu học là quý cánh xa sĩ trồm cốc cà mê xô mít chá cha ram quê ra mình đi tập rằng xâm anh giáo mi, còn xin với những điều học là quỷ tránh xa sự tà hạnh một sao qua đam quê ra mình đi tập rằng xâm anh giáo mi, còn xin với những điều học là quỷ tránh xa sự nói dối dù là mê ra gia mai cho pha mai các hạ nam về là mình đi so với thằng sa ma đi dạ mi, còn xin với những điều học là quy cảnh xa sự gì uống rượu và cái chắc sai. Pa na ti pa ta quê ni xích Kha ba đằng sa ma đi dạ mi, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. A din na da na we ra ma ni xích kha ba đằng sa ma đi dạ mi, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Ka me su mi cha cha ra quê ra ma ni xích kha ba đằng sa ma đi dạ mi, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh. Mu sa wa quê ra ma ni xích kha ba đằng sa ma đi dạ mi, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dối. Su ra me ra ya mách chấp ba ma đa tha na quê ra ma ni xích kha ba đằng sa ma đi dạ mi, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ xui uống rượu và các chất say. Ni ma ni ban cha si ka bật tha ni sa du căng ca tua ngọc ba ma đề na ni cha ca lăng samara thi ta băng. Chư Phật tử sau khi tọa trì tam quy vùng giới người tam bảo rồi có ra nguyên giữ hành theo cho được trong sạch đừng có dễ vui.
thành tê. Dạ chúng con xin vâng. Xì lê là sự vật tinh doan tị xì lê năm bắt. Giới luật cho được trong sạch đừng để lầm nhờ. Sa thú lành thay. Dạ chúng con kính tri ân sư Trí Đức truyền tam quy và ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con trong ngày hôm nay ạ. Tiếp theo con xin được thay mặt đạo tràng sám hối tam bảo. Uttamange na vande hang ba da bang sung varuttamang butte yokalito do so butto kamatutang mamang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh, các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamange na vande hang thammang cha du vit hang varamme yo khalito do so thammo khamatu tang ma mang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm là pháp học và pháp hành, các tội lỗi mà con đã vô ý phạm pháp tội lỗi ấy cho con. Uttamange na vande hang sang khanh cha du vit ho ta mang sang khe yo khalito do so sang kho ma tu tăng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh, các tội lỗi mà có vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội cho con. Dạ con kính dâng mic đến sư Trí Đức để sư chúc phúc cho đạo tràng chúng con để chúng con được tròn phước báo trong ngày hôm nay ạ. Dạ con kính dâng mic. Thế tha là thai sức thảo vô rô ná vô chá sa sa nê rô ga sức thảo hô thà sa hạ sâm quê hiện nhà tị tuyên cầu xin cho các thiền tuyển được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thú lành thay. Dạ con kính tri ân sư Trí Đức đã chúc phúc cho đạo tràng chúng con ạ. Dạ con kính thỉnh sư nghỉ ngơi. Tiếp theo con xin được hồi hướng đến chư thiên. Akasatha cha phomatha ewa naga mahithika bunyang no anumodang tu chi rang rakhang tu sa sanang. Akasatha cha phomatha ewa naga mahithika bồn nhang nô anu mô đăng tu chi răng rắc khăng tu nô gà rù. A ca sa tha cha phẩm ma tha đê hoa na gà ma hi thi ca. Bồn nhang nô anu mô đăng tu chi răng rắc khăng tu nhà ta dô. A ca sa tha cha phẩm ma tha đê hoa na gà ma hi thi ca. Bồn nhang nô anu mô đăng tu chi răng rắc khăng tu nhà ta dô. A ca sát tha cha phùm ma tha đê hoa na ga ma hi thi ca. Bồn nhang nô anu mô đăng tu chi răng rắc khăng tu ba ni nô. A ca sát tha cha phùm ma tha đê hoa na ga ma hi thi ca. Bồn nhang nô anu mô đăng tu chi răng rắc
khang tu nô sa đa. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thường ngự rõ thông mọi điều. Long vương lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Yang kin chi kusala kam mang kat tap bang kiri yang mama ka ye na wa cha mana sa ti da se su ga tang ka tang ye sa ta san ni no a thi ye cha sa ta a san ni no ka tang bun ya pha lang mai hang sap be pha gi pha quan tu te ye tang ka tang su vi di tang din nang bun ya pha lang ma ya về cha ta thana cha nan ti đề qua gan tòa ni huệ đa dùng sắp bề cầm hi về sát ta chi quan ta ha ra hệ tu ca ma nun nhang phô cha nàng sắp bề la phan tu ma ma chê ta sa ti đi đằng vô nhà tì nàng hồ tu su khi tà hồn tu nhà ta dồ nguyện thân nhân qua thượng hưởng công đức này được thọ sanh lạc cảnh. Y đằng qua ta mê bùn nhằng à sa qua kha già qua hàng hồn tu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch nơi đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm mù ngầm nơi tâm. Y đằng mê bùn nhằng nít bà na sa bách cha dồ hồ tu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch nơi đây, xin nguyện làm nhân đưa đến đạo quả nít bàn. Do phước báu mà chúng con đã tích lũy từ trước đến nay, nguyện cho chúng con không rơi vào bốn đường ác đạo. Con nguyện quy y Tam Bảo trọn đời này và mãi mãi cho đến khi chứng được đạo quả giải thoát. Báu nào mà chúng con có được trong buổi trong cái thời kinh lễ bái Tam Bảo, sám hối và thọ trì Tam Hữu Giới, chúng con kính dâng phần phước này đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên phù hộ chánh pháp. Cầu mong quý ngài hoan hỷ độ cho giáo pháp của Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng phần phước này đến quý sư, đến quý cô tu nữ và xin chia phước này đến quý Phật tử trong râm Phật giáo Nam truyền. Mong rằng phước này trợ duyên cho quý sư, quý cô tu nữ cùng với quý Phật tử được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Với những phước nào có được trong việc tụng kinh Tam Bảo, thọ trì Tam Quy và Ngũ Giới ngày hôm nay, và nhất là trong tất cả các thời gian học và hành pháp, con xin kính chia sẻ đến với người dân Việt Nam, nhất là đến với những người đang chịu hậu Covid. Xin cho những vị ấy mau chóng vượt qua những hậu quả này để trở về cuộc sống bình thường. Xin cho Việt Nam và thế giới mau chóng kiểm soát được đại dịch Covid này. Dạ, phần nghi thức tụng kinh lễ bái Tam Bảo, thọ trì Tam Quy Ngũ Giới, hồi hướng phước đã hoàn tất. Chúng con thành kính tri ân sư Trí Đức đã thay mặt chư tôn Đức Tăng truyền Tam Quy và Ngũ Giới cho hàng Phật tử chúng con. Dạ kính cảm ơn đạo tràng đã giữ tâm thanh tịnh cùng con lễ bái Tam Bảo và thọ trì Tam Quy Ngũ Giới. Do phước này trợ duyên cho tất cả sớm đoạn tận não mau chóng giải thoát sanh tử luân hồi. Dạ, bây giờ là 4 giờ 30 phút. Dạ, phần nghi thức tụng kinh lễ bái Tam Bảo đã hoàn tất. Giờ này pháp sư cũng đã vô lớp. Dạ con kính mời đạo tràng cùng con thỉnh pháp sư ạ. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta sa. Brahma cha lo ca thi pa ti sa ham ba ti ca tánh cha li an thi wa rang a ya cha tha san ti tha sat tam ba ra chak kha cha ti ca de
se tu tham băng anu cam bi măng băng sát tham ma phê rinh quỳ na danh cha ca văn sốt tánh cha bản thân a phi tham ma chăm măng a cô ta danh tô cha tu sắc cha đàn đăng bập bô tha này dê bà ri sa và mạch chêm. Thỉnh Pháp Sư đăng đàn thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm đạo tín thành, ngưỡng cầu duyên phúc trọn lành, ngưỡng cầu gieo hạt vô sanh bồ đề. Dạ, phần thỉnh Pháp Sư cũng đã hoàn tất. Dạ, giờ này cũng không thấy chị Nhật, chưa thấy chị Nhật Huỳnh vô. Dạ. Chị Như Quang ơi, chị có thể bốt bài giùm em được không chị Như Quang? Dạ, em kính cảm ơn chị Như Quang ạ. Dạ, con xin đọc bản chánh kinh ngày hôm bài số 6, Rohita. 1. Tại Sa Quát Thí Xá Vệ. 2. Đứng một bên từ Rohita Xá Bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, tại chỗ nào không có sanh, không có già, không có chết, không có diệt, không có khởi, làm sao Bạch Thế Tôn với bộ hành có thể biết được hay thấy được hay đạt được sự tận cùng của thế giới? 3. Tại hiền giả, tại chỗ nào không sanh, không có già, không có chết, không có diệt, không có khởi, ta nói rằng tại chỗ ấy không có thể với bộ hành biết được hay thấy được hay đạt được sự tận cùng của thế giới. 4. Thật vi diệu thay, Bạch Thế Tôn, thật hy hữu thay, Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã nói lên điều khéo nói như vậy. Này hiền giả, tại chỗ nào không có sanh, không có già, không chết, không diệt, không khởi, ta nói rằng tại chỗ ấy không có thể với bộ hành biết được hay thấy được hay đạt được sự cùng của thế giới. 5. Bạch Thế Tôn, thời trước con tên là Rohita, con của Phô Trá, có thần thông, có thể đi giữa hư không. Bạch Thế Tôn, tốc lực con mau lẹ, cho đến con có thể bay như người thợ bắn cung lão luyện, khéo tập, khéo luyện, thuần thục, thiện xảo, với một cây cung chắc, mạnh, không gì khó khăn, có thể bắn một mũi tên nhẹ bay vượt qua bóng tối của cây ta la. 6. Và Bạch Thế Tôn, bước đi của con dài, cho đến con có thể bước từ biển phía đông qua biển phía tây, và ở nơi con, Bạch Thế Tôn, khởi lên sự ước muốn như sau, với bộ hành, ta có thể đạt đến sự tận cùng của thế giới. 7. Và Bạch Thế Tôn, dầu cho tốc lực của con mau đến như vậy, và dầu cho con có bước dài đến như vậy, và dầu cho con không có rừng để ăn, hay uống, hay nhai, hay nếm, dầu cho con không có đại tiện, tiểu tiện, dầu cho con không ngủ, không bị mệt nhọc, không trừ cấu uế, dầu cho trăm năm là tuổi thọ thường tình, dầu cho trăm năm là mạng sống thường tình, tuy con đi hơn trăm năm và bị mệnh chung, con cũng đến sự tận cùng của thế giới. 8. Thật là vi diệu, Bạch Thế Tôn, thật là hy hữu, Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã nói lên điều khéo nói như vậy. Này hiền giả, tại chỗ nào không sanh, không già, không chết, không diệt, không khởi, ta nói rằng tại chỗ ấy không có thể bộ hành biết được hay thấy được sự tận cùng của thế giới, ta nói như vậy. 9. Này hiền giả, nhưng ta cũng không nói rằng không đạt được sự tận cùng của thế giới, thời chấm dứt buộc đau khổ. Này hiền giả, chính trong cái thân thể dài một tầm, có tưởng, có ý này, ta tuyên bố thế giới, nguyên nhân của thế giới, sự đoạn diệt thế giới và con đường
đưa đến sự đoạn diệt của thế giới. 10. Bộ hành không bao giờ đạt được thế giới tận, không đạt thế giới tận, không thể tránh, không thể thoát khỏi khổ. Do vậy, bậc hiền thiện, thế gian giải, thiện tuệ, đạt đến thế giới tận, phạm hạnh, được viên thành với tâm tư định tĩnh, biết được thế giới tận, không ước vọng đời này, không ước vọng đời sau. Dạ, con thưa sư Pháp Thanh, dạ đó là nội dung của bản chánh kinh ngày hôm nay ạ. Giờ này con đã đọc xong, con kính dâng mic đến sư để sư thử âm thanh, sư giảng bài pháp ngày hôm nay. Dạ, bài pháp ngày hôm nay dài quá. Dạ, con kính dâng mic đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Ca Giá. Kính thỉnh lễ chư tôn đức trưởng lão, kính lễ ngài hòa thượng Trí Đức, và chào tất cả quý tu nữ và quý Phật tử. Và cảm ơn cô Kim Nhung đã đọc phần chính kinh, cảm ơn cô Như Quang đã bóp bài. Trước khi vào thời giảng giải chia sẻ Phật pháp, kính cung thỉnh chư tôn đức cũng như mà tất cả quý vị cùng lắng tâm thanh tịnh lễ bái tam bảo kết tóm tắt. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Ca Giá. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức tam bảo cách tóm tắt. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Phật bảo. Phật bảo đến vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn, ngài đã diệt tận vô minh và phiền não, ngài đã bao gãy bánh xe sinh tử luân hồi, là thầy cả chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức pháp bảo. Pháp bảo là phương lương dược năng trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh. Những ai thực hành đúng theo chánh pháp sẽ được an lạc trong hiện tại và ngày vị lai. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức tăng bảo. Tăng bảo gồm hai bậc thánh tăng và phàm tăng. Các ngài là mô phạm quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Do phước báo đáng dường ân đức, kính cầu mong chư tôn đức pháp thể ca ngay, chúc tất cả quý tu nữ quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui, tu tập tạo được nhiều thiện sự trong đời sống và hướng đến giải thoát trong ngày vị lai. Nam mô Bụt Thầy Giá. Giờ thì hôm nay chúng ta học đến cái thứ sáu, là nói về cái vị thiên tử Bodhita. Thì cái vị này trước khi trở thành một cái vị chư thiên ấy, thì nhờ cái sự tu tập thì vị này cũng có được cái thần thông. Rồi vị này khởi lên cái ý là muốn đi tìm cái chỗ mà tận cùng của thế gian. Nhưng mà đó, dù nỗ lực thế nào cũng không có tìm được cái nơi mà tận cùng của cái thế gian hay là thế giới. Thì quý vị biết rằng cái thế giới này đó nó rất là nhiều. Một ngàn cái tiểu thiên đó. Ví dụ như bây giờ cái 31 cõi, 31 cõi của mình ấy, nó chỉ là một cái tiểu thiên thôi. 1.000 cái tiểu thiên vậy đó mới thành một cái trung thiên. Rồi 1.000 cái trung thiên á mới thành một cái đại thiên. Mà cứ như vậy, nó nối tiếp với nhau. Thành ra nếu mà ở đây
cái người bộ hành, tức là cái người mà dùng chân nó đi, hay là dùng cái thần thông nha. À, thì không bao giờ mà tìm được cái nơi mà tận cùng của cái thế giới thế gian. Cho nên là vị này á đã đi, à, dù cho là không dừng, không ăn, không ngủ nghỉ vậy đó, à, nhưng mà đi dù cho tới hết cái tuổi thọ đó, à, cũng không có biết được cái chỗ tận cùng của cái thế giới thế gian này. À, thành ra đó, cái điểm mà tận cùng của cái thế giới cái thế gian này đấy, à, chỉ có những cái vị nào mà đã đào bứng tận gốc rễ của phiền não thì mới đạt đến mà thôi. À, chứ còn nếu mà dùng cái thân thông, dù cho giỏi thế mấy đi chăng nữa đó, cũng không thể nào mà biết được cái điểm tận cùng của thế gian. Tại vì cái điểm tận cùng thế gian đây là cái gì? Cái sự chấm dứt sinh tử luân hồi. À, mà nếu mà dùng cái sức lực, dùng cái chân mà đi tìm đến thì không gặp được. Mà muốn tìm cái tận cùng của thế gian là phải dùng tuệ. À, thì như vậy mới có thể mà đạt đến được cái điểm tận cùng. À, cái điểm tận cùng của thế giới là cái gì? Chấm dứt sinh tử luân hồi. À, thì chúng ta hiểu rằng cái thế gian này đó là cái gì? Là cái vòng quay, à, của cô cổ máy, à, sinh tử luân hồi. À, nếu mà chúng ta chưa có phá vỡ được cái vòng quay này đó, thì chúng ta mãi mãi còn trôi lăn trong khổ đau của cái thế gian này. À, cho nên cái cuối cùng Đức Phật mới nói với vị tiên tử này đi, bộ hành không bao giờ đạt được thế giới tận, không đạt được thế giới tận không thể thoát khỏi khổ. À, vì chúng ta mà không hiểu biết, chúng ta dùng sức lực, à, chúng ta dùng đôi chân, chúng ta dùng thần thông để đi tìm cái nơi tận cùng của thế giới, à, thì không bao giờ mà tìm được. Vì sao? Khi mà chúng ta muốn tìm kiếm, à, là với cái tâm phiền não, ừ, cho nên là phiền não thì nó còn khổ đau. À, chỉ có khi nào mà chúng ta vượt ra, à, đào bứng tận trừ tất cả những cái khổ, cái phiền não đó, để đạt đến cái gì? Đạt đến cái thế giới tận. À, thì chỉ có khi mà đạt đến cái sự chấm dứt tất cả những cái phiền não, à, thì sao? Phá vỡ được cái vòng quay, à, sinh tử luân hồi. À, thì như vậy cái thọ mạng của cái vị thánh nhân đó là cái điểm cuối cùng. Và sau khi mà thân hoại mạng chung vô niết bàn, à, thì sẽ không còn tái sanh trong tam giới này nữa. Thì đó mới là cái điểm mà tận cùng của thế giới. Thì chỉ có những cái vị mà với cái tâm tư mà định tĩnh và biết được những cái gì mà mình đã đạt được, thì cái vị mà thánh nhân A-la-hán thì không gì, không còn ước vọng đời này mà cũng chẳng ước vọng đời sau.
à, các ngài chỉ làm tròn cái bổn phận của mình, à, trong cái lúc mà hữu dư niết bàn, và đến khi chấm dứt đạt đến vô dư niết bàn thì giống như cái ngọn đèn tắt, à, không còn tái sanh, à, trong cái dòng quay sanh tử luân hồi này nữa đó. Thì cho nên là chỉ có đoạn trừ được tất cả những cái ước vọng đời này đời sau, à, là cái vị mà đã đạt đến cái điểm tận cùng của đời sống, à, sau đời sống này thì không còn một cái đời sống nào nữa, đó mới là cái điểm tận cùng của thế giới, hay là điểm tận cùng của thế gian. Vậy đây có hai cái danh từ mà chúng ta cần hiểu: thế gian giải, à, thiện tuệ. Nghĩ là cái bậc thiền thiện thế gian giải, à, thiện tệ này có thể là cái chữ nó có bị nhầm lẫn giữa cái thiện thệ, à, cái hồng danh thứ tư của Đức Phật đó là thiện thệ Sugato, à, còn cái hồng danh thứ năm đó là thế gian giải, à, biết là sao ở đây, à, không biết là do cái, à, sự nhầm lẫn hay là nhà in có thể là sắp chữ nó sai, thành ra cái thiện tuệ, chứ còn nếu mà đúng nó là thiện thệ, à, thế gian giải là hai cái hồng danh cao quý, à, của Đức Phật, à, thì nhân tiện đây thì, à, sư xin giải thích rộng để, à, quý vị, à, hiểu được cái hồng danh này, à, thì cái thiện thể đó nó có hai ý nghĩa. Cái ý nghĩa thứ nhất là cái có hành trình toàn hảo, và cái ý nghĩa thứ hai là cái ngôn ngữ chân chánh, à, thì cái danh từ của nó, cái tính từ của nó là Sugata, thì ở trong này nó biến cách, nó đổi nó lại trở thành là Sugato, à, thì cái tính từ Sugata đó nó từ cái động từ là Sukheti, à, Sukheti tức là, à, đi đến nơi an lạc, à, sự an vui. Thì các ngài đã dịch là hành trình toàn hảo. À, thì hành trình toàn hảo nói là cái vị mà đạt đến cái chí nguyện, cái mong muốn một cách tốt đẹp, trọn vẹn. Thì như quý vị biết đó là khi mà Bồ Tát, à, phát nguyện trở thành bậc chánh đẳng chánh giác, à, là ngài mong cầu đạt được cái sự giải thoát cho chính mình và dẫn dắt cho tất cả chúng sanh, à, đạt đến cái sự giải thoát và, à, cùng với các cái thân bằng quyến thuộc. À, từ khi mà Bồ Tát có cái chí hướng mà đạt đến cái bậc chánh đẳng chánh giác đó, thì nó trải qua một cái thời gian dài đằng đẵng. Nha, khi mà cái tác ý trở thành bậc chánh đẳng chánh giác nhưng mà còn nguyện trong tâm đó, nó trải qua là thời gian là 7 A tăng kỳ. Rồi khi mà nó mạnh mẽ
mạnh mẽ, cái vị Bồ Tát phát ra lời. Khi mà mình phát ra lời để chịu sự thử thách, còn nguyện trong tâm á, lúc đó nó chưa có mạnh mẽ. Trong cái thời kỳ tạo trữ các pháp độ nhưng mà nó chưa có mạnh. Còn khi mà phát ra lời đó thì sao? Thì phải chịu cái sự thử thách của thế gian, của các pháp. Thì như vậy trải qua là cái thời gian là 9 kỳ. Rồi khi mà cái phát ra lời mà nó đã chín mùi rồi đó, thì được một cái bậc chánh đẳng chánh giác thọ ký đó, trở thành là Bồ Tát bất thối. Tức là trong cái thời gian mà thử thách, nguyện trong tâm rồi phát nguyện ra lời đó, là cái thời gian này á, là chưa có đạt được. Cái vị tờ Bồ Tát có thể là vì cái sự thực hành các cái pháp độ nó rất là gian khổ, cái gì Bồ Tát có thể thối chuyển. Nhưng mà khi mà được một cái vị chánh đẳng chánh giác thọ ký rồi đó thì mới là chắc chắn, mới là trở thành Bồ Tát bất thối, tức là không còn thối chuyển nữa. Cái vị này chắc chắn bổ túc các pháp độ và sẽ trở thành bậc chánh đẳng chánh giác trong vị lai. Là cái thời gian này đó là trải qua, nếu mà vị Bồ Tát thực hành hạnh trí tuệ giống như Đức Thế Tôn Gautama trong cái giáo pháp mà chúng ta đang học, thì trải qua thêm 4 a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp. Cho nên là cái hành trình mà Bồ Tát từ lúc mà phát nguyện trong tâm rồi phát ra lời, rồi đến khi mà ngài đạt đến cái quả vị chánh đẳng chánh giác là một cái hành trình rất là gian khổ. Nhưng mà khi mà đạt được cái quả vị chánh đẳng chánh giác rồi đó, thì cái hành trình kết thúc một cách là toàn hảo, tốt đẹp. Rồi khi mà ngài đạt đến cái quả vị chánh đẳng chánh giác với cái chí nguyện cao cả, là bản thân ngài đã đạt đến cái sự giải thoát. Rồi ngài còn muốn tế độ cho tất cả các cái chúng sanh hữu duyên, và trong đó tế độ cho quyến thuộc. Quý vị thấy rằng sau khi mà Đức Thế Tôn đạt đến quả vị chánh đẳng chánh giác rồi đó, trải qua cái hành trình 45 năm hoằng pháp để đem đến cái lợi ích cho tất cả chúng sanh, những chúng sanh nào hữu duyên thì Đức Thế Tôn sẽ tế độ an trú cho các vị đó trong các tầng thánh phù hợp đối với các cái pháp độ mà vị này đã tạo trữ, phù hợp với các cái chí nguyện của các vị đó. Và trong tế độ chúng sanh thì có tế độ đến tất cả các thân bằng quyến thuộc, tức là các cái trong dòng họ, các cái vị hoàng tộc Thích Ca. Cho nên là cái hành trình của ngài khi mà đạt đến quả vị chánh đắc chánh giác gọi là cái hành trình toàn hảo. Rồi sau đó thì ngài giảng giải về cái chân lý. Cái chân lý chỉ có
nói đúng về cái chân lý giải thoát. À, ngoài cái sự giải thoát khổ đau thì Ngài không có giảng dạy cái các cái pháp nào khác hết. À, cho nên là cái nói đúng chân lý là ở đây đó là như vậy. Dù cho Ngài nói đúng chân lý mà có những người họ không thích nghe, à, nhưng mà vì lợi ích cho những cái chúng sanh hữu duyên, à, Ngài cũng giảng dạy. À, đó là nói về cái hồng danh thiện thệ, à, hay là Sugato. À, thì trong cái lễ bái Tam Bảo á, thì cũng là đọc là Đức Thế Tôn hiệu Sugato, bởi Ngài đã đạt đến rồi cái hồng danh Lô Cá Quý Đu, tức là thế gian giải. Thì cái chữ Lô Cá đó là cái danh từ thế gian. Cái chữ Quý Đu đó là cái nó là tỉnh từ của tỉnh từ của Quý Đà Rê Tí, tức là cái động từ là chia chẻ, phân tích. À, thì sở dĩ mà Ngài được gọi là cái vị mà có thể mà giảng giải ranh mạch các cái pháp thế gian, vì trải qua cái hành trình mà tu tập suốt 20 A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp, thì Ngài đã thông suốt tất cả các cái pháp thế gian này. Rồi trên cái hành trình mà đạt đến quả vị chánh đẳng chánh giác, thì Ngài thông suốt các cái pháp mà để đạt đến cái pháp siêu thế. Cho nên là từ các pháp hiệp thế của thế gian cho đến các pháp siêu thế, hướng đến thánh đạo thánh quả, Ngài đều biết tường tận một cách thân thục. Cho nên là không có một bất cứ một pháp nào mà có thể là chướng ngại cho Ngài. Cho nên khi mà đạt được cái quả vị chánh đẳng chánh giác, thì 10 cái hồng danh cao quý này đó sẽ phát sanh đến cho vị chánh đẳng chánh giác đó. Cho nên là quý vị thấy rằng trong cái những cái cuộc mà luận đạo đó, không có bất cứ một cái vị giáo chủ hay vị Bà La Môn ngoại đạo nào mà có thể mà gây khó khăn cho Ngài. Ngài giải thích ranh mạch tất cả các cái thắc mắc hay là các cái luận chiến của các ngoại đạo đến. Cho nên là các vị Ngài thông thuộc rất nhiều, nhưng mà Ngài chỉ phổ cập Ngài giảng giải các pháp mà nào mà đưa đến cái sự giải thoát mà thôi. Cho nên là trong cái thiền thệ thì nó có nói là cái ngôn ngữ chân chánh đó. Là ở đây là Đức Phật chỉ giảng giải các cái pháp đưa đến cái sự giải thoát. Thì Ngài mới lấy cái hình ảnh cái lá cây. Thì Đức Phật đã hỏi Ngài Ananda này, vậy chứ là
cái lá cây ở trong rừng nhiều hay là cái lá ở trong nắm tay của ngài nhiều. Thì Ananda đã nói rằng bạch Đức Thế Tôn, so với cái lá cây trong rừng thì cái lá cây mà trong tay của Đức Thế Tôn đó, là quá ít. Thế Đức Phật mới nói rằng tất cả các pháp mà Như Lai đã hiểu biết đó, giống như là cái lá cây ở trong rừng vậy đó. Còn những pháp mà Như Lai dạy đó, giống như là cái lá ở trong tay Như Lai mà thôi. Tại vì á, các pháp thì nó rất nhiều, nhưng mà pháp mà để đưa đến cái sự diệt trừ đoạn tận các cái tà kiến, khổ đau thì không cần phải thông thuộc rất nhiều như lá trong rừng, mà chỉ cần những cái pháp mà nó có cái công năng để diệt trừ những cái mê lầm tà kiến, để diệt trừ tất cả những cái phiền não, thì các cái pháp đó mới quan trọng. Ví dụ như bây giờ cái vị lương y đó, hiểu biết rất nhiều những cái vị thuốc, nhưng mà đó tùy theo cái bệnh, cái vị này sẽ lựa chọn những cái vị thuốc vừa đủ để trị bệnh cho cái người bệnh nhân mà thôi, không đó, chứ đâu phải là phải bóc hết tất cả những cái vị thuốc khác. Tùy theo cái bệnh nào thì cái vị lương y sẽ bóc thuốc những cái dược liệu đó, thì để cho có khả năng để trị bệnh cho cái người bệnh nhân hết cái chứng bệnh đó mà thôi. Cho nên là sở dĩ mà ngày phổ cập những cái pháp đúng chân lý như là cái gì, là về định luật, về nghiệp báo, rồi cái định luật về tam tướng vô thường, khổ và vô ngã, tứ diệu đế và bát chánh đạo. Thì những cái pháp này đó, nó có cái khả năng để mà diệt trừ tất cả những cái vô minh lầm lạc và hướng đến cái sự thực hành giáo pháp để mà đạt đến các cái tầng thánh đạo quả, diệt trừ từng cái phiền não, những cái hạ phần kiết sử cho đến các cái kiết sử cao hơn, thượng tầng kiết sử, thì đều bị đoạn trừ tất cả để đạt đến thánh đạo thánh quả. Cho nên là ngài có cái khả năng hướng dẫn dắt tất cả chúng sanh đạt đến lợi ích cao thượng. Thì quý vị thấy rằng đó, khi mà ngài tế độ cho tất cả chúng sanh thì ngài cũng trở về Ca Tỳ La Vệ để tế độ cho Đức Vua Tịnh Phạn, rồi dòng tộc Thích Ca, rất là nhiều. Nhưng mà đâu phải là khi mà Đức Vua Tịnh Phạn thỉnh á, Đức Vua Tịnh Phạn cho những cái đoàn sứ giả đến để thỉnh cầu Đức Thế Tôn, nhưng mà ngài không có về ngay. Đến cái đoàn sứ giả thứ bảy
thì lúc đó ngài mới trở về. Vì ngài quán sát đó, thấy cái nhân duyên nó chưa đến. Những cái gì mà người ta dễ dàng mà đạt được đó, thì người ta không có quý trọng. Và cái nhân duyên mà để đạt đến thánh đạo thánh quả của vô tịnh vạn đó, nó chưa có chín mùi. Đến cái thời điểm thích hợp, đó là sau 7 năm, 7 năm khi mà đạt đến quả vị chánh đẳng chánh giác, thì lúc đó Đức Thế Tôn mới trở về Ca Tỳ La Vệ để mà tế độ cho Đức Vua Tịnh Vạn và Hoàng tộc Thích Ca. Thì khi trở về thì Đức Vua đã thuyết pháp và đã an trú cho Đức Vua Tịnh Vạn vào sơ đạo sơ quả. Rồi rất nhiều những cái vị hoàng tộc ở trong dòng Thích Ca cũng đã xuất gia tu tập. Rồi những cái người mà hữu duyên thì cũng thực hành đạt đến những cái thánh đạo thánh quả cũng rất là nhiều. Cho nên là trong cái chí nguyện mà tế độ chúng sanh thì có tất cả những cái thân bằng quy thuộc ở trong đó. Cho nên là Đức Thế Tôn đã đạt đến cái hành trình toàn hảo, và vậy là ngài có cái khả năng mà phân tích giảng giải tất cả các pháp, từ pháp hiện thế, pháp thế gian cho đến các cái pháp siêu thế. Cho nên là cái sự mà đạt đến cái điểm tận cùng của thế gian, chỉ có đạt trí tuệ, mà không phải là cần phải đi đâu xa hết. Nó sẽ nằm ở đâu? Nó ở ngay trong cái thân ngũ quẩn này. Khi mà chúng ta còn những cái mong cầu tham ái dính mắc với cái thân ngũ quẩn này, thì sẽ đem đến cái khổ đau. Còn khi mà chúng ta biết, chúng ta thấy được cái tập hợp của thân ngũ quẩn này không có gì ngoài danh sắc, không ngoài khổ đau, tất cả đều do nhân, do duyên mà nó hợp thành. Ngoài ra không có cái gì là ta, không có gì là của ta. Thì khi đó chúng ta sẽ diệt trừ tất cả những cái mầm mống của khổ đau, và đạt đến những cái tuệ giác, chấm dứt cái dòng sanh tử luân hồi. Cho nên là không cần phải dùng thần thông mà đi khắp cái thế gian này để tìm cái điểm tận cùng, mà dùng trí tuệ tự phản tỉnh xem xét để thấy được, để phân biệt được cái thân ngũ quẩn này và chấm dứt những cái khổ đau, thì sẽ đạt đến. Cho nên khi mà chúng ta thực hành quán sát, phân biệt được danh sắc, phân biệt được cái nào là danh, cái nào là sắc, rồi nó sanh như thế nào, nó diệt như thế nào, chúng ta hiểu biết cách tường tận rõ ràng để đạt đến
những cái kinh nghiệm, tích lũy những cái kinh nghiệm trở nên mạnh mẽ, và nó đưa đến tệ giác, để đủ sức có thể diệt trừ được các cái kiết sử, thì như vậy sẽ đưa đến những cái thánh đạo. Và chỉ khi nào mà chúng ta đạt đến cái thánh đạo A-la-hán, thì như vậy mới đạt đến cái điểm tận cùng của thế gian. Hay là Đức Phật đã nói là gánh nặng đã đặt xuống, những việc cần làm đã làm xong, sau đời sống này không còn tái sanh luân hồi nữa. Đó là cái ý nghĩa về cái vấn đề mà chúng ta để đạt đến cái sự tận cùng của thế gian, để chấm dứt cái khổ đau. Cho nên là thành kết luận đó, Đức Phật đã nói với tâm tư định tĩnh biết được thế giới tận, tức là cái vị này sau khi mà đạt đến cái thánh đạo thánh quả A La Hán, vị này xem xét phản tỉnh, xem xét lại những cái thánh đạo thánh quả mình đạt được, biết được mình đã đạt đến cái điểm tận cùng của thế giới. Rồi sao? Cái vị thánh A La Hán thì không còn ước vọng bất cứ một cái điều gì, ước vọng trong đời này hay đời sau á, vị này cũng không còn. Cho nên á, là cái thời gian mà đạt đến thánh đạo thánh quả còn mang thân ngũ quẩn, hay là hữu dư niết bàn đó, thì vị này chỉ làm tròn cái bổn phận của mình mà thôi. Cho đến khi nào đến cái thời điểm mà chấm dứt, đạt đến vô dư niết bàn, thì rũ bỏ cái thân ngũ quẩn này thì sẽ chấm dứt hoàn toàn cái đời sống. Thì qua cái phần chánh kinh cũng như sự hiểu biết, thì chúng sinh giải thích chia sẻ với quý vị về cái ý nghĩa của cái câu thứ sáu này, về cái của vị thiên tử Bồ Hí Tá và cái lời dạy của Đức Phật, để quý vị có thể hiểu biết, để thực hành theo cái lời dạy của Đức Phật, để từng bước chúng ta có thể nỗ lực tu tập, tạo trữ các cái công đức, bổ túc các cái pháp độ, rồi từng bước trong những cái nhân duyên đầy đủ, thì chúng ta có thể đạt những cái thánh đạo thánh quả, từ bậc thánh hữu học cho đến đạt thánh, đạt đến cái tầng thánh lậu tận, thánh vô học, thì như vậy chúng ta sẽ đạt đến cái điểm tận cùng của thế gian, thì sẽ đạt được cái giải thoát, chấm dứt sanh tử luân hồi. Thì lúc đó là giống như lời Đức Phật đã nói là gánh nặng đã đặt xuống, việc cần làm đã làm xong, thì lúc đó chúng ta sẽ hoàn toàn chấm dứt mọi khổ đau. Thì với phước báo này, kính cầu mong chư tôn đức pháp thể ngang chúc tất cả quý tu nữ, quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui. Cầu mong dư thiên quan hỷ với phước báo, cầu mong tất cả chúng sanh sớm thoát khỏi những khổ đau thiên tai dịch quả, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Bây giờ thì
xin cùng thỉnh chư Tùng Đức cũng như mà tất cả quý vị cùng thảo luận, chia sẻ thêm về cái đề tài bài học ngày hôm nay. Xin mời đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, Nam mô Bụt Thầy giá dạ. Một lần nữa con kính lễ sư Trí Đức, dạ con kính lễ sư Pháp Thanh, dạ con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, dạ kính con kính lễ quý sư quý cô tu nữ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ. Dạ con kính thỉnh sư nghỉ ngơi một lát đi ạ. Dạ. Bài hôm nay rất là dài và rất là nhiều ý mà nó thâm sâu. Thật là thâm sâu luôn. Con có nghe sư giảng hết nhưng mà cũng chưa được hiểu nhiều lắm. Dạ. Không biết đạo tràng thì có vị nào hiểu không? Cái bài này nó thâm sâu quá. Cái vị thiên tử này định nghĩa cái tận cùng của thế giới, tức là nơi mà không có sanh, không có già, không có chết, không có diệt, không có khởi. Dạ. Thì làm sao mà bộ hành có thể đi được đến cái tận cùng của thế giới? Thì cái chữ bộ hành này con cũng chưa hiểu, bộ hành này nó là cái, nó mang cái ý nghĩa như thế nào? Bộ hành theo đời thường thì nó là đi bộ, hay này nó có cái ý nghĩa như thế nào? Con cũng chưa hiểu, con chỉ hiểu là nếu mà mình muốn đi được đến tận cùng của thế giới thì mình không còn phiền não nữa. Nhưng mà cái câu mà cái chữ bộ hành này thì nó hàm ám chỉ một người hay là nó ám chỉ một cái điều gì đó mà bộ hành thì không bao giờ đạt được đến thế giới tận. Dạ. Cái điều đó thì con cũng chưa hiểu. Con kính thỉnh sư giảng giải giúp con để con hiểu cái chữ bộ hành không bao giờ đạt được đến thế giới tận có nghĩa là có thể nào là mình hiểu cái chữ bộ hành này nó hàm ý gì. Dạ, con xin mời quý vị ở trong đạo tràng. Đến giờ này là giờ chia sẻ của đạo tràng. Mời tất cả có ý góp ý kiến những gì mình học và những gì mình còn chưa hiểu và những gì mình có thể áp dụng được hoặc những gì mình còn thấy khó khăn. Thì xin mời quý vị giơ tay lên để mình cùng chia sẻ, để sư Pháp Thanh giảng giải mình hiểu bài hơn và đạo tràng hiểu bài hơn. Dạ, con kính mời đạo tràng ạ. Con xin nghỉ ngơi một lát rồi sư giúp con giải thích cái chữ bộ hành này nó ám chỉ cái điều gì. Con kính thỉnh sư ạ. Con xin xuống mic. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Thầy giá, Nam mô Sằng Thầy giá. Thì bộ hành là những người mà đi ở trên đường đó. Thì hồi xưa đó, cái thời kỳ Đức Phật đấy, thì chỉ có những cái người mà vua chúa giàu có thì người ta mới có những cái cỗ xe ngựa kia nọ ha, hay là hoặc đi gần người ta đi bằng kiệu là có người khiêng. Còn những cái con đường dài đó mà cần đi đó, thì phải dùng sức đi bộ mà cho nên á là hồi đó có những cái con đường gọi là con đường thiên lý, nó rất là xa. Hay là quý vị nghe nói là những cái con đường tơ lụa đó, thì hồi đó là những cái đoàn thương buôn họ
vận chuyển hàng hóa rồi kia nọ bằng bằng xe, nhưng mà là xe xúc vật kéo, à xe ngựa, xe bò, xe trâu, ha. Rồi người ta đi thì phải đi bộ, thì gọi là những cái người bộ hành, ha. À, bộ hành là đi bằng cái bằng chân, đi bằng cái đôi chân của mình, mà dùng sức, dùng sức để mà đi. À, còn những cái vị mà tu tập thì người ta có thần thông, à, thì người ta đi rất là dễ dàng, không có mệt mỏi. À, mà đó, quý vị thấy là các cái vị thánh nhân A-la-hán như Đức Thế Tôn, hay là một số các cái vị mà có thần thông, đâu phải lúc nào các ngài cũng dùng thần thông đâu, đúng không? À, các ngài cũng dẫn đi bộ, à, dùng sức để mà đi. À, cho nên là cái trong cái bài này đó, là cái lúc đó cái vị thiên tử này đó là còn là người đó, mặc dù tu tập đã có thần thông rồi, cái vị này thắc mắc muốn đi tìm cái điểm mà tận cùng của thế gian. À, cái vị này dùng thần thông đi tìm, nhưng mà tìm hoài không được. À, cho nên á, cái vị này còn cái khi mà đạt đến cái chấm dứt tuổi thọ, đạt đến cái đời sống nó trở thành là một cái vị chư thiên, vị thiên tử rồi đó, cái vị này mới đến mà đảnh lễ và nói lên là để Đức Thế Tôn giải thích, à, cái đi tìm cái điểm tận cùng. Cho nên là Đức Thế Tôn mới nói là muốn tìm cái điểm tận cùng của thế gian á, không thể dùng sức, không thể đi bộ, không thể dùng thần thông mà tìm được, mà phải gì, phải dùng trí tuệ, à, phải qua những cái kinh nghiệm tu tập để đoạn trừ tất cả những cái phiền não, à, khổ đau, à, chặt đứt các cái kiết sử. À, sau khi mà đoạn trừ hết tất cả các cái kiết sử rồi đó, thì sẽ thấy được cái điểm tận cùng của thế gian, mà không cần phải đi đâu xa hết. À, cái khổ đau á, cái phiền não á, nó cũng ở trong cái thân ngũ quẩn này, mà giải thoát, chấm dứt khổ đau, cái điểm tận cùng nó cũng ở trong cái thân ngũ quẩn này. À, khi nào mà cái trí tuệ của chúng ta đủ sức, nha, chặt đứt tất cả các cái hạ phần kiết sử cũng như thượng phần kiết sử, à, 10 cái kiết sử này mà chúng ta đã chặt đứt, đã đào bứng tận gốc rễ, à, thì chúng ta sẽ thấy được cái điểm tận cùng của thế gian. À, cho nên là đi đến cái điểm tận cùng của thế gian này là phải bằng trí tuệ, không thể như người lữ hành đi bộ trên con đường thiên lý, hay là những người có thần thông, à, đi đến cõi này cõi khác để mà thấy được cái điểm tận cùng, mà cái sự giải thoát, chấm dứt sinh tử luân hồi, hay là đạt đến cái điểm tận cùng của thế gian là phải bằng trí tuệ. À, đó là cái ý nghĩa Đức Phật so sánh cái người bộ hành, à, là cái người mà đi trên cái con đường thiên lý để đạt đến cái mục đích cuối cùng, à, hay là cái thành phố, cái thị trấn, à, cuối cùng của cái vị này muốn đến. Ha. Nhưng mà đối với cái người mà đi tìm kiếm cái điểm tận cùng của thế gian thì không thể dùng sức, à, không thể dùng thần thông,
mà phải dùng trí tuệ. Thì đó là cái ý nghĩa mà Đức Phật so sánh. À, xin giải thích cái thắc mắc của cô Kim Nhung. Dạ, chúc cô Kim Nhung nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, con kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lễ sư trí, kính lễ sư pháp thân, con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ thưa sư, theo sư nói là khi cái bài học hôm nay đó về cái bậc hiền thiện, là khi là cái bậc A La Hán mà khi đã đạt được đến cái đạo quả giải thoát là ngài là đã chấm dứt mọi phiền não và không còn sanh tử luân hồi nữa. Thì nếu mà chúng ta biết là khi muốn đạt được đến kết quả cuối cùng như vậy thì chúng ta phải hiểu rõ về bốn sự thật của bậc thánh. Và chỉ những cái người đệ tử Phật thì có sự hướng tâm và tư duy về pháp, khi có sự phấn chấn và sự an lạc đó, thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về những pháp mà Đức Phật đã chỉ dẫn. Nhà như tụi con làm mới học là cũng chưa có trí tuệ để mà hiểu rõ những cái pháp học và những pháp hành. Thì khi mà muốn trước hết là chúng ta phải hiểu rõ về bốn sự thật của bậc thánh, và như vậy thì chúng ta những người Phật như con phải chăng phải có một vị minh sư, một vị thầy để mà giải đáp những cái thắc mắc, những câu hỏi khi chúng con chưa hiểu được về những cái giáo pháp, những cái thâm thúy của giáo pháp của Đức Phật. Thì chúng ta phải thân cận ngoài cái bậc minh sư đó thì những cái người bạn của chúng ta là những người hiểu về pháp và không xa rời về Phật pháp, thì có sự hiểu biết về các bậc thánh và gần gũi những bậc nói về pháp. Và khi chúng ta gần gũi được những cái vị thầy và các bạn đạo mà hiểu về cái hiểu rõ và luôn luôn nói về pháp, thì từ đó thì chúng ta sẽ có phải chăng là mình sẽ có được tư duy về những cái pháp cao thượng và sâu sắc và vi tế. Vậy thì muốn có một vị sư thì trong đời này thì con cảm nhận là hình như con chưa có gặp, mà con có gặp chăng nữa những cái vị thầy rất là giỏi, nhưng mà vì cái một cái ngôn ngữ giữa con và vị thầy đó nó khác biệt, cho nên là nhiều khi muốn hỏi về Phật pháp nhưng mà con không đủ từ để mà hỏi. Vậy thì con phải làm gì? Nếu mà mình tạo duyên, mình gieo duyên để mình được thân cận với vị đó, để nếu sau này có luôn trên bước đường luân hồi thì mình sẽ có được thân cận với vị thầy này, và cái vị thầy sẽ hướng dẫn mình coi như là dạy từng bước về pháp học và pháp hành để chúng ta có một cái được đạo lộ để đi đến cái đích cuối cùng, đó là đạo quả giải thoát. Thì cái điều quan trọng để phát sinh trí tuệ con biết đó là cái tuệ phân tích và tuệ tư duy về pháp. Vậy thì muốn có những cái phần tuệ này thì mình phải hiểu rõ về pháp, mình phải có người hướng dẫn. Vậy thì nếu mà mình như lý tắc ý có được một vị thầy như vậy thì liệu mình có thể đạt được hay không trong kiếp tương lai? Thưa sư, xin sư giải thích giùm con câu này, con đang thắc mắc ạ. Dạ, con kính thỉnh sư.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Kính linh lễ chư tôn đức trưởng lão, đã chào tất cả quý Phật tử. Thì câu tục ngữ của mình thì nói là không thầy đố mày làm nên. Thì nói chung có những lúc đó, chúng ta cũng phải cần có một vị thầy để dẫn dắt, hướng dẫn, chỉ bảo chúng ta. Nhưng mà rồi có những lúc đó, thì tự mình phải nỗ lực. Rồi có những lúc đó, là chúng ta phải lấy cái pháp để làm vị thầy của mình. Chứ đâu phải lúc nào cũng chúng ta cũng dễ dàng tìm gặp mà một vị thầy của mình đâu. Nghe không? Cho nên đó là chúng ta phải nương tựa vào giáo pháp, nương tựa vào cái kinh điển, cái lời dạy của Đức Phật đã được kết tập. Rồi nếu có điều kiện gặp được các cái vị minh triết, các vị có trí tuệ thông suốt, thì chúng ta có thể tham vấn để hỏi những cái điều mà mình còn thắc mắc hay là mình còn hoài nghi đó. Nhưng mà đó đâu phải lúc nào mình cũng có điều kiện đâu. Thì có những vị mà hành ở trong rừng Đầu Đà thì có khi là cả tuần lễ đó, mới cái vị thiền sư mới cho gặp để mà trình pháp. Nhưng mà có những cái mà những cái trở ngại trong cái sự thực hành, những cái thắc mắc đó. Các vị này hành một thời gian rồi tự động những cái kinh nghiệm đó, mình sẽ thấy được. Cho nên đó là trong một cái bài pháp ngài Hòa Thượng Suy Minh ấy, ngài cũng giảng là đôi lúc chúng ta cũng phải cần gần gũi vị thầy để chúng ta vững vàng cái niềm tin của mình để mà mình thực hành. Nhưng mà cái trí tuệ nó là cái vị thầy gần gũi của mình nhất. Cho nên đó là chúng ta phải có cái niềm tin vào cái trí tuệ của chính mình. Quý vị có những cái thắc mắc, có những cái hoài nghi, thì quý vị cố gắng thực hành đúng theo cái lời dạy của Đức Phật. Có những lúc những cái kinh nghiệm, những cái kinh nghiệm trong pháp hành đó, nó sẽ cho chúng ta một cái lời giải đáp. Thì không ai hiểu mình bằng chính mình hết á, không? Có những lúc đó, là quý vị bị bệnh, quý cần phải đến bệnh viện, cần phải gặp bác sĩ để nhờ người ta trị bệnh cho mình. Nhưng mà đâu phải lúc nào quý vị cũng có điều kiện để đi đến bệnh viện đi gặp được bác sĩ đâu, ha? Nhưng mà đó, nếu mà chúng ta thường xuyên phản tỉnh xem xét cái ngày bình thường á là như thế nào, rồi hôm nay á tại sao mà mình bị cái bệnh như vậy. Đó, thí dụ trường hợp là tại sao ngày hôm qua mình không có gì hết, nhưng mà sáng nay á, mình bị đau bụng thế này thế khác, ha?
thì mình xem xét coi ngày hôm qua mình ăn những cái món gì. Trong những cái thức ăn ngày hôm qua mình ăn có cái món gì nó không hợp mà bữa nay nó bị như vậy, thấy không? Đó, thì có khi quý vị tìm cái những cái thuốc để quý vị uống nó sẽ khỏi, thấy không? Ví dụ hôm qua không có gì hết nhưng mà sáng nay sao khó chịu quá, trong người nó ớn ớn lạnh lạnh thế này thế khác. Thì mình biết là chắc có lẽ là do thời tiết nó thay đổi. Hôm qua mình làm rồi nhiều khi mình tắm, hoặc là hôm qua mình đi mình bị mắc mưa về, cho nên bây giờ sáng nay nó muốn cảm. Thì bây giờ cảm muốn trị nó làm sao? Có thể mình đi hái lá sâm mình xong, có thể là mình muốn kiếm những cái thuốc trị cảm, Tylenol, paracetamol gì đó để mình uống thì có khi nó cũng hết bệnh, không? Chứ đâu phải cứ mỗi chút là mình chạy đến bệnh viện đến bác sĩ đâu. Đó, thành ra có những lúc có điều kiện thì chúng ta cũng phải gần gũi các cái bậc trưởng lão, các bậc thiện trí thức. Nhưng mà có những lúc mình cũng phải nương tựa vào pháp, nương tựa vào kinh điển, lời dạy của Đức Phật. Rồi có lúc chúng ta phải nương tựa vào cái kinh nghiệm, trí tuệ của chính mình, để chúng ta nỗ lực thực hành, chúng ta luôn luôn hướng đúng theo cái con đường mà Đức Phật đã dạy. Rồi tùy theo điều kiện thì chúng ta sẽ có sự tiến bộ. Còn cái gì mà mình đừng có mong cầu, mình đừng có nói là chừng nào tôi đạt đến cái này cái khác. Thì Hòa Thượng Xuân Minh Ngài cũng dạy á, tức là chúng ta đừng có thực hành với cái sự mong cầu, tại vì mong cầu là phiền não, mà niết bàn á là nó đoạn trừ tất cả những cái phiền não. Thành ra cái việc chúng ta làm, chúng ta thực hành, học như thế nào, thực hành các pháp như thế nào, bổ túc các pháp độ như thế nào thế nào, là cái công việc của vị hành giả. Còn cái vấn đề mà đạt đến cái gì, đạt được những cái kinh nghiệm như thế nào, đạt đến thánh đạo thánh quả gì đó, là cái việc đó là cái việc làm của pháp bảo. Chúng ta đừng có làm thay cho pháp bảo không được, nghe không? Cho nên đó, cái công việc của mình thì mình cứ làm giống như cái người nông dân vậy đó. Cái công việc của cái người này là gì? Là cày đất cho nó xốp, nó tơi, rồi á giải giống, rồi nước, rồi phân, chăm sóc như thế nào cho đầy đủ, nghe không? Còn mùa màng á, nó đạt được cái lợi tức của cái mùa màng là phụ thuộc nhiều vấn đề, ha. Chứ bây giờ mình có muốn, mình muốn mùa này là tôi đã làm như vậy, cài ải rồi gieo giống như vậy, rồi phân rồi nước như vậy vậy đó, mùa này phải đạt được là 1000 giả chưa chắc. Tại vì nó còn phụ thuộc vào cái gì? Cái thời tiết, không? Rồi là những cái điều kiện khác nữa. Lỡ nó xảy ra những cái vấn đề mà bão lụt hay cái vấn đề gì đó, không? Rồi đâu có như ý mình được. Đó, cho nên là bây giờ cái công việc của mình phải làm như vậy,
phải học từng bước, học những cái điều nào cần thiết. À, mình học những cái pháp nào cần thiết để mình thực hành, và mình thực hành đầy đủ các cái điều mà mình đã học. À, còn vấn đề mà đạt đến những cái kinh nghiệm như thế nào, đạt được những cái điều kiện gì gì đó, thì cái chuyện đó là cái quả. Mà cái quả này á, là do chúng ta thực hành à, đúng pháp à, nó đưa đến. Chứ giờ mình cứ ngồi đó mình cầu mong á, là à, trong vòng à, tu học như vậy, tu hành như vậy rồi, trong vòng 7 ngày à, nghe nói trong kinh là 7 ngày sẽ đạt được thánh đạo thánh quả, chưa chắc. Phải không? Tại vì cái đạt đến cái thánh đạo thánh quả nó còn đòi hỏi nhiều nhiều cái vấn đề nữa, trong đó là phải trí tuệ, rồi phải các cái pháp độ nữa. Nghe không? À, nó đầy đủ hết đó, thì nó mới đưa đến. Thế còn mình ngồi đó mà mình mong cầu thì nó không có đến được. Thấy không? Bây giờ á, cái bổn phận của mình là cố gắng nỗ lực đi. Ví dụ như một cái người mà từ dưới miền Tây muốn đi lên trên Sài Gòn, à bây giờ cái chuyện mình nỗ lực mình đi đi, à khả năng mình đi tới cái đâu á, à mình cảm thấy mệt thì mình dừng lại mình nghỉ, à mình uống chút nước mình nghỉ ngơi cho nó khỏe, rồi bắt đầu mình tiếp tục mình đi tiếp. Chứ đừng mình ngồi đó mình mong cầu cho bây giờ cái thành phố Sài Gòn á thu ngắn lại để tôi bước một cái là tôi tới liền, không được. À, mà mình phải nỗ lực đi à, thì sẽ đến. Thế còn mình cứ hỏi, ngồi đó mình hỏi chừng nào tới, chừng nào tới à, chừng nào tới Sài Gòn, mà mình cứ ngồi đó hoài thì làm sao mình tới được. Thành ra cái công việc của mình ráng gìn giữ sức khỏe, rồi dung bồi trí tuệ à, tạo trữ các các cái pháp độ và thực hành đúng theo những cái lời Đức Phật dạy, thì chúng ta sẽ đạt đến. À, chừng nào đến, lúc nào đến, à và đạt đến như thế nào, đó là cái công việc của pháp bảo. À, à cho nên là ngài Hòa Thượng ngài khuyên đó là chúng ta phải làm cái công việc của mình đi. À, còn chừng nào họ đến đạt được cái gì là cái đó chúng ta không thể mong cầu được. Không? Bây giờ quý vị muốn có mít ăn à, rồi muốn có mít, bây giờ mình kiếm cái giống rồi về mình trồng ha, rồi mình tưới nước, mình bón phân rồi là kia cho đầy đủ. À, rồi quý vị nói chừng nào có trái để ăn thì làm sao biết được. À, khi nào cái bộ rễ nó phát triển đầy đủ ha, rồi các cái điều kiện thích hợp thì lúc đó cái quả nó sẽ trổ. À, chứ mình nói cái này là một năm phải trổ, hai năm phải trổ chưa chắc, phải không? Đó, cái điều kiện thổ nhưỡng nó không thích hợp, cái bộ rễ nó không phát triển. À, hoặc là mình trồng mà mình bỏ xuống đó, mình không có cho nó miếng nước, miếng phân gì hết, rồi mình biểu nó một năm, hai năm mình phải có trái, sao nó có trái được. À, thành ra đó, à, chúng ta làm những cái bổn phận, những cái công việc của mình. À, còn đạt đến những cái kinh nghiệm, những cái thánh đạo, thánh quả hay đó, à, là cái chuyện đó. Khi mà chúng ta dung bồi, tạo trữ đầy đủ các cái pháp độ thì nó sẽ đạt đến. À, chứ còn không biết là thời gian là bao lâu. À, còn trong kinh Đức Phật nói là 7 ngày là vì những cái vị này đã túc duyên nó đầy đủ rồi.
À, trời ơi, người ta trong quá khứ là cũng đã tu tập, cũng là trầy di rất giải. À, cho nên trong vòng 7 ngày người ta mới đắc. Còn mình tu 7 ngày mà không đắc rồi mình chán nản bỏ dở, không phải. 7 ngày đó là chúng ta bổ túc thêm. À, chưa đủ mình bổ túc nữa. Vậy đó. À, thi kỳ này không đậu thì mình học. Thì sao mình đi? À, mình thi tiếp. Kỳ sao chưa đậu học tiếp nữa. Thời gian rồi thi nữa. Đó. Thì cuối cùng cũng sẽ đạt. Đạt được thôi. À, thì cái sự thực hành của chúng ta cũng như vậy đó. À, có những lúc chúng ta cũng phải gần gũi, à, thân cận, à, với các bậc thiện trí thức để, à, chúng ta được chỉ dẫn, à, các ngài hướng dẫn, à, chỉ dạy. Nhưng mà có những lúc chúng ta cũng phải nương tựa vào giáo pháp, à, nương tựa vào kinh điển đã được các bậc trưởng lão kết tập. Rồi có những lúc chúng ta cũng phải nương tựa vào cái trí tuệ của chính mình, à, để chúng ta nỗ lực thực hành, à, đúng theo cái con đường giải thoát mà Đức Phật đã chỉ dạy, à, thì chúng ta, à, sẽ đạt đến những cái kinh nghiệm quý báu, à, chúng ta sẽ đạt đến những cái thánh đạo thánh quả. À, xin giải thích cái thắc mắc của cô, à, Học Mai. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, con kính tri ân sư Pháp Thanh nãy câu hỏi của con. Dạ, vì bây giờ con cũng thấy chưa có ai đặt câu hỏi thì con xin hỏi tiếp sư một vấn đề này. Dạ, con có một cái vấn đề mà con thắc mắc, thì con có một người bạn. Và bạn ấy thì lại muốn con là trong quá trình đi hành hương ở những xứ Phật giáo thì có sự đồng hành với con. Thì chúng con được có nhân duyên gặp được những bậc trưởng lão ở bên Ấn Độ, và các vị sẽ hướng dẫn tụi con đi qua đất nước Bangladesh, Kathmandu và về những chân núi Himalaya. Nhưng mà bởi vì chúng con chưa đủ duyên, cho nên là năm 2019, cuối năm 2019 là đầu 2020 là dịch Covid đến, cho nên chúng con phải hủy cái kế hoạch đi như vậy. Và bây giờ thì khi mà nghe WHO là Y tế Thế giới nói là năm 2022 thì dịch Covid sẽ chấm dứt, thì cái người bạn con lại tắc ý là sẽ đi, sẽ tiếp nối cái kế hoạch dự trù để mà đi viếng các đất nước Bangladesh, Kathmandu và đến chân núi Himalaya. Nhưng mà người bạn kêu con là phải tắc ý thật mạnh thì sẽ được toại nguyện. Nhưng mà theo con suy nghĩ, con không nói với bạn, nhưng mà con theo con suy nghĩ á, là tất cả đều là pháp. Mình có thì cũng phải có nhân, có duyên, phải có cái ba la mật của mình để mình có cái điều kiện, có cái thuận lợi để mà gặp những cái vị đáng cúng dường, những cái vị trưởng lão, những cái vị mà tu chân chính, hoặc là mình đến chân được cái chân núi Himalaya, nơi những vị cao tăng tu tập rất là tích cực. Bởi vì vậy cho nên con cũng không có phải nói là dính mắc vào cái vấn đề đó. Thì theo con nghĩ rằng những cái sự việc xung quanh, những cái sự việc quanh mình, những cái sự việc xuất hiện trên cái con đường bước đường của mình, trong cuộc sống của mình, đều là pháp. Cứ để pháp nó vận hành thì mình đừng có dính mắc. Mặc dầu mình rất là thích, mình rất là muốn, và mình cũng có tác ý để đến những cái nơi đó, và mình cũng thuận duyên là có người dẫn dắt, có người hướng dẫn, và có những cái đạo hữu ở khắp thế giới về tụ về Bồ Đề Đạo Tràng cùng đi với chúng con. Nhưng mà theo con nghĩ là liệu mình có đủ ba la mật để mà được đi đến những cái nơi thánh tích
như vậy hay không, để gặp, để tạo duyên gặp những cái vị cao tăng đó hay không. Bởi vì trên cái bước đường mà tu tập nó rất là dài, không biết là lúc nào là mình đến đích. Bởi vậy cho nên trong cái quá trình mà theo chân Phật tu tập đó, thì mình phải cần có những cái bậc trí thức, thiện trí thức, những cái bậc chân tu, những cái vị trưởng lão, để khi mà mình có những cái thắc mắc, những cái hoài nghi như sư đã giải thích câu hỏi trước của con, thì mình có được sự giải đáp, mình có được cái nền tảng để mình tư duy. Và từ cái sự tư duy của mình á, là có được cái một nền tảng cho sự cung cấp của những cái vật trượng thượng, thì mình sẽ phát sinh ra trí tuệ, và mình sẽ có sự nhận thức về cái đúng và cái sai trong cái những cái sinh hoạt hàng ngày của mình, trong những cái tư duy và trong cái quá trình tâm xuất hiện trong cái bản thân của mình. Vậy thưa sư, như vậy thì con có nghĩ đúng hay không? Mặc dù mình tác ý đó, nhưng mà ăn thua là phải đủ duyên, phải thuận duyên, và phải có đủ ba la mật để gặp những vị như vậy. Và thưa sư, xin sư giải thích cái thắc mắc của con. Kính tri ân sư. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Thì quý vị nhớ rằng tất cả các cái pháp hữu vi nó đều có nhân, có duyên. Khi nào nhân duyên đầy đủ thì pháp nó sẽ hiển lộ, nó hiện khởi. Còn mà nếu mà nhân duyên chưa đầy đủ, còn thiếu, thì dù chúng ta có ngồi đó mà mong cầu gian giái gì nó cũng không khởi được. Nó là như vậy á. Cho nên á, là cái vấn đề mà mình đi đến các cái thánh tích bốn chỗ động tâm được thì càng tốt, không? Nhưng mà nếu mà chúng ta không có, có đủ nhân duyên, chúng ta ở cái trú xứ của mình mà chúng ta nỗ lực tu tập, nó cũng rất là quý. Mà mục đích mình đi đến đó để cái gì? Để mình có được những cái kinh nghiệm gì trong cái sự thực hành của mình. Thì lúc mà sư mới xuất gia cũng vậy, tự nhiên là sư cũng có cái khởi tâm lên là mong muốn đến đi Miến Điện để học thiền, có điều kiện đi đến Ấn Độ để tham quan bốn chỗ động tâm. Nhưng mà đó, mình muốn vậy thôi, tại vì hồi đó là lúc đó là sư có quen một cái vị đó. Cái vị này thì người Việt Nam nhưng mà ở bên Mỹ. Rồi cái vị này về thăm gia đình đó, thì vị này mới nói là vị này cũng từng đi học ở bên Miến Điện rồi kia nữa. Thì mình mới bắt đầu mình khởi lên cái tâm mà mình mong muốn là mình đi Miến Điện rồi kia. Rồi mình mới biết chừng nào mà mình có cái điều kiện mình đi đến bốn chỗ động tâm thì biết cái khả năng tài chánh mình cũng có nhiều, và mình chỉ cầu mong nói kệ, nếu mà không đi được hết bốn chỗ động tâm á, chỉ cần đi đến Bồ Đề Đạo Tràng cũng được. Thì cái năm 2002 thì mình có cái hoài bão, mình có cái chí hướng gì đó chứ. Điều kiện rồi tài chánh rồi mình cũng đâu có rồi kia. Nhưng mà cái nhân duyên nó tới.
Rồi tự nhiên khi mà nó tới rồi đó, mình chỉ còn biết là chạy theo nó thôi. Từ cái lúc mà bắt đầu mà ấy đó, tới chừng mà đi lên ta đi ngồi lên máy bay tới Miến Điện thì chỉ có trong vòng mấy tháng. Cái nhân duyên là lúc đó qua thì cũng còn ngài Hòa Thượng Suy Minh mấy tháng cuối đời, nhưng mà trong những cái bài pháp của ngài nó cũng rất là quý. Vậy tự nhiên cái chú Phật tử quen á, chú hỏi, chú điện chú hỏi với sư, sư giờ là sư đi Ấn Độ không? Mình cũng có mong cầu, mình cũng muốn đi thiệt, mà nó cũng đột ngột quá. Thì chú hỏi vậy mà nó cũng cũng muốn đi. Chú mới nói chứ bây giờ có cô này cũng mua cái vé mấy tháng rồi, cổ tính đi Ấn Độ nhưng mà bây giờ cổ bệnh cổ đi không được, mà cổ nhường cái vé lại cho sư nè, sư đi không? Mới hỏi là cỡ bao nhiêu. Đó, thì cô này cũng nhượng lại, thì nói chung là cái khoản tài chánh cũng chưa đủ. Thì cái chú Phật tử chú mới nói chứ thôi bây giờ sư có nhiều thì ấy nhiều rồi, là con ủng hộ giúp cho sư. À, thì đột ngột vậy đó, ở trong vòng có 4-5 ngày gì là đi. Chú nhớ là khoảng 7 tháng Giêng năm 2017 thì cũng gần được 5 năm đó. Rồi đi á thì chơi giờ có một mình à. Nhưng mà cũng may sao á, bắt đầu đi tới phi trường bên Bangkok ở Thái Lan á, thì chờ thời gian để rồi mới đi Ấn Độ. Thì mới gặp được cái đoàn Phật tử người Việt Nam. Thì mấy cô này á là đi đi cũng đi đến Bồ Đề Đạo Tràng, nhưng mà đi để nghe ngài cái vị người Tây Tạng nữa, cái vị Đạt Lai Lạt Ma về Ấn Độ để giảng pháp gì đó. Tại vì trong cái đoạn có một cô đó là có người chồng xuất gia theo bên Tây Tạng, đang học ở Ấn Độ, cho nên là cái cô này là trưởng đoàn của dẫn nhóm Phật tử đi qua bển, đem mua bông hoa rồi để trang trí để cúng dường ngay chỗ vị Đạt Lai Lạt Ma thuyết giảng với ở Bồ Đề Đạo Tràng. Rồi cái nói chuyện trao đổi á, cổ hỏi chứ sư đi với ai? Nói sư đi có mình nè, không? Thì cổ nói vậy thôi, bây giờ sư đi chung với đoàn con đi. Thì cái nhân duyên nó đưa đẩy vậy chứ. Hỏi chứ đi không có chuẩn bị gì hết. Tính đi ở 7 ngày, mua theo mười mấy gói mì, rồi mấy lon cá mòi với bịch cà phê, đi có nhiều đó đó. Rồi cái gì nó đến thì nó tự nhiên nó sẽ đến, bây giờ mình không có tính trước được đó. Thì đúng là đi chỉ từ phi trường đến cái khách sạn này nó gần Bồ Đề Đạo Tràng, rồi từ khách sạn vô Bồ Đề Đạo Tràng 7 ngày rồi về. Chứ muốn đi xuống dưới chùa Đại Lộc của sư Tường Quang mà cũng không đi được. Thì thôi, nói tại hồi đó cái mong muốn của mình á, mình nói là tới Bồ Đề Đạo Tràng cũng được. Thành ra đúng là cái mong muốn mình nó chỉ tới Bồ Đề Đạo Tràng. Rồi cứ 5 giờ sáng từ khách sạn vô Bồ Đề Đạo Tràng, ngồi tụng kinh xong hành thiền tới trưa về nấu phục nước nóng, tên gà nước nóng chế mì ăn chế cà phê uống xong cái đầu đi vô Bồ Đề Đạo Tràng tới chiều tối về. Cứ vậy đúng 7 ngày, xong rồi từ
từ khách sạn ra phi trường trở về Việt Nam. Thành ra đó, thành ra mình thấy là mình tới đó cũng được, để có điều kiện để mình tăng trưởng thêm cái niềm tin, để mình thấy được cái nơi mà tánh giác ngộ đã đạt đến cái quả vị cao nhất. Rồi đi Miến Điện ở học rồi cũng đi đến Siragong, ra Siragong rồi cũng ngồi đó, cũng ngồi hành thiền, rồi đi lên cái tảng đá ở trên cái núi Chadio đó. Đó, lên đó ở một đêm, lên đó rồi cũng hành thiền. Thì nói chung á, mình có điều kiện mình đi đến để mình tu tập thực hành thì nó cũng tốt. Còn nếu không, nếu mà mình không có nhân duyên, tài chánh mình không có, sức khỏe mình không có, điều kiện mình không có, thì mình ở cái trú xứ của mình tu tập dẫn. Thành ra đó, Đức Phật dạy gì? Dù cho ở đứng ở cạnh Như Lai mà không thấy giáo pháp, cũng giống như cách xa Như Lai ngàn dặm. Dù ở cách xa Như Lai ngàn dặm, nhưng mà người mà đạt được giáo pháp cũng như ở cạnh Như Lai. Thành ra đó, chẳng qua chúng ta đi đến đó để nó giúp cho cái đức tin của mình nó tăng thêm thôi. Chứ sự thật ra đó, như trong bài kinh hồi nãy Đức Phật nói đó, cái đạo quả không phải ở Bồ Đề Đạo Tràng, cái đạo quả không phải ở Trường Thiền ở Miến Điện, đạo quả không phải ở ra, mà do sự nỗ lực tu tập, cái đạo quả, cái sự giải thoát nó chính ở trong cái thân ngũ quẩn này. Khổ đau cũng trong thân ngũ quẩn này. Không? Ngũ quẩn nó không khổ, nhưng do cái sự chấp thuận, chấp thủ vào cái thân ngũ quẩn này mà nó trên trở nên khổ đau. Khi mà chúng ta biết được, chúng ta nỗ lực, chúng ta thực hành để đoạn trừ tất cả những cái chấp thủ, tức là diệt trừ ngũ quẩn thủ, thì chúng ta giải thoát. Nhưng mà có những lúc mình cũng cần đi gặp các bậc trưởng lão có kinh nghiệm để mình học pháp, để mình thực hành. Còn nếu mà chúng ta không có điều kiện thì chúng ta học qua kinh điển, qua giáo pháp, rồi mình nỗ lực mình thực hành để diệt trừ các cái phiền não thì cũng tốt vậy. Thành ra cái vấn đề đó mà đi đâu nó không quan trọng, gặp ai nó không quan trọng, quan trọng là chúng ta phải nỗ lực thực hành để buông xả, vượt thoát, diệt trừ tất cả những cái mê lầm tà kiến, diệt trừ cái sự dính mắc, sự chấp thủ. Đó mới là cái mục đích quan trọng, đó mới là cái điều mà chúng ta phải cố gắng thực hành trong cái đời sống hiện tại này. Còn nếu đi đến bốn chỗ động tâm được thì tốt, đi đến Trường Thiền thì tốt, gặp được các cái bậc trưởng lão có kinh nghiệm trong pháp học pháp hành, để củng cố thêm trí tuệ, để củng cố thêm cái niềm tin thì tốt. Còn không thì mình ráng cố gắng mình nỗ lực thực hành, thì với những cái sự nỗ lực thì dung bồi cái kinh nghiệm, cái trí tuệ, thì đạt được. Chia sẻ về cái thắc mắc của cô Hồng Mai là chúc cô mua với ta giá.
Dạ. Alo, alo ạ. Dạ. Cô Bút Tha giá. Dạ, rất là cảm ơn câu hỏi của đạo hữu Hồng Mai. Dạ, câu hỏi của Hồng Mai, qua hai câu hỏi đó thì được sư Pháp Thanh trong được một bài pháp ngắn rất là có giá trị. Xin sa thố câu hỏi của Hồng Mai. Giờ này xin kính mời quý vị giơ tay để mình tiếp tục trao đổi pháp, để đạo tràng được học hỏi thêm. Dạ, con thưa sư, giờ này con gia đình con có việc, con xin phép rời room sớm. Dạ, kính tri ân sư. Dạ, con kính chào quý sư, quý cô tu nữ. Kính chào đạo tràng. Phần sau con xin nhờ chị Nhật Huỳnh và Hồng Mai phụ trách giúp. Dạ, con kính tri ân sư. Dạ, em trao mic để cho chị ạ. Dạ, sa thú, sa thú, xích Kim Nhung. Nam mô Bút Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con thành kính lãnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn Hồng Mai, cảm ơn Văn Thanh cho Nhục Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính lãnh lễ Ngài Trí Đức, Thượng Tọa Pháp Thanh, Đại Đức Tuệ Đức, cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhục Quỳnh kính lễ với bà, với cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ, thời gian đầu thì con trốn, dạ bây giờ thì con mới xuất hiện, con cũng có lỗi với quý ngài cũng như đạo tràng. Con cũng cố gắng tranh thủ để vào, dạ, để đường khuyết phần chót cho Kim Nhung. Cười gì? Học giáo pháp cười gì? Bây giờ đưa bàn tay lên đi, tại vì cũng không còn được thời gian bao nhiêu. Giáo pháp, học giáo pháp có gì thắc mắc thì cứ đưa tay lên. Và Nhục Quỳnh thấy Từ Mẫn vào đạo tràng, Từ Mẫn có thắc mắc gì không, có cái gì cần dạy hỏi Thượng Tọa Pháp Thanh không, thì Nhục Quỳnh mời bàn tay Từ Mẫn nè, mời bàn tay Quỳnh Văn Nhật Hà. Không thắc mắc phải không? Không thắc mắc để đó. Từ Mẫn có thắc mắc không? Từ Mẫn có cái gì rắc rối trong lòng không? Và Quỳnh Giang Nhật Hà có gì rắc rối trong lòng không? Mời chị Metta. Chị Metta này rất là giỏi luôn nè, vào đầu giờ tới giờ luôn. Quỳnh Quang nữa nè, Quỳnh Quang này học giáo pháp cũng giỏi lắm nè. Có gì chia sẻ không? Để cho đạo tràng cùng nhau hỏi đi, để đạo tràng cùng nhau học. Dạ, nếu không có câu hỏi của quý vị trong đạo tràng, con cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Thanh dùng trạm trách nước để cho con hỏi một câu. Con hỏi mà cũng như con chia sẻ lúc nãy con nghe câu hỏi của Hồng Mai, thì con cũng chia sẻ chút xíu. Sao? Cái gì mà đeo mắt kiến còn le lưỡi nó là sao? Dạ, con nghe sư nói về cái câu nhân duyên á. Thì con thực sự là từ cái năm mà con đi Ấn Độ 2012, dạ, thì con mới thấy rằng đúng là cái chữ nhân duyên. Giờ con nghe sư Nga chia sẻ chữ nhân duyên thì con phải nói là rất là xa thú, tri ân sư. Con cũng xin phép để sư dùng đất nước nghỉ chút xíu ha. Con xin chia sẻ cái nhân duyên của con. Hồi lúc trước con mới biết Phật giáo Nam truyền, con đi chùa Phước Sơn, cái con thấy ở chùa Phước Sơn lúc đó để một cái thùng Phước Sơn xương, kêu gọi là hùng phước để xây dựng chùa Nguyên Thủy ở bên Phật giáo Nam truyền. Thật sự lúc đó con phải nói là nghèo luôn á. Nghèo luôn. Con nó cho tiền mình, tại vì ông xã con bệnh rồi, con từ năm 2000, dạ, nên là tới hồi lo cho ông xong rồi cái ông mất rồi thôi, ông cái mấy đứa nhỏ không cho con ra làm ăn buôn bán gì nữa hết á. Anh nói mẹ mà già rồi, mẹ mà đi bán mẹ bệnh nó con bỏ ngay luôn cho mẹ coi nè.
mẹ bán mình nhắm đủ tiền mẹ 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 đi làm thôi, con nó không vui thôi không đi làm, nên là muốn đi chùa rồi nó cũng cho mình được chút đỉnh đi chùa vậy thôi. Thành ra phải nói là nghèo. Thì nghe con thấy cái thùng phước xương đó để kêu gọi hùng phước, thì con nhớ rằng con nghĩ trời ơi, biết biết chừng nào mà mình có thể đi Ấn Độ được, biết rằng nơi đó, nơi đó là nơi Đức Thế Tôn những cái thánh tích rất là hữu ích để cho mình đến gần với lại giáo pháp của Đức Thế Tôn. Nhưng mà nghĩ trời ơi, một là mình nghèo, hai là nó xa vô dở thì làm sao mà mình có nhân duyên đi. Nhưng mà thôi, bây giờ mình cứ phát tâm hùng phước đi, mình phát tâm hùng phước đi, rồi chừng nào nó có đủ thì mình tới, không đủ thì thôi, coi như mình góp một phần nào đó để là xây dựng cái chùa. Thì nhưng mà tới một cái năm Quang Thanh có câu hỏi rồi, để Nhật Quỳnh nói hết cái này. Cái Nhật Quỳnh hỏi hỏi sư cái này, Nhật Quỳnh mời Quang Thanh nha. Cái còn cái sau cái năm đó nó còn được đi Ấn Độ, mà phải nói rất là khó khăn lắm con mới được đi, tưởng là không đi rồi. Dạ, nhưng mà rất là khó khăn lắm mới được đi. Lúc đó đi sư Thiện Minh còn, thì sư Thiện Minh thì không ngờ là con đi đi được tới cái chùa mà mình đã từng từng hùng phước, và lại được xuất gia với sư Trường Quang. Tại vì không hề biết tên sư, không biết mặt sư, nhưng mà tự nhiên thì là cái duyên như thế nào đó rồi lại xuất gia sư với sư Trường Quang ở chùa Đại Lộc. Thì cái câu hỏi của con và sư phải là sư Trường Quang và con là có mối nhân duyên đời nào là thầy trò với nhau, nên bây giờ mặc dù chưa biết tên, chưa biết mặt mà lại là xuất gia với sư Trường Quang. Dạ sư, cho con sư giải thích dùm con, có phải là như vậy không bạch sư? Con kính nhân bích đến sư. Nam mô Bụt Thà. Dạ. Nam mô Bụt Thà. Dạ, dạ thượng tọa pháp thanh, có nghe được âm thanh con không ạ? Dạ đạo tràng còn nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn Quang Thanh. Dạ sư có nghe được âm thanh con không sư? Con không thấy sư cầm mic ạ. Chỉ có nghe được âm thanh con, sư cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ cảm ơn Hồng Mai. Dạ con kính dâng mic đến sư ạ. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Thầy sư mới vừa đi lại chỗ ấy thì tắt cái đèn vòng vòng á, thành ra nghe cô nói một phần, không biết là cái câu hỏi của cô làm sao rồi. Thì lúc đó sư không có nghe được, cô Quan Hỷ nói lại cái câu hỏi thì sư sẽ giải thích. Cô Nhật Quỳnh thông cảm ha. Dạ sa thú, con kính tri ân sư. Dạ sư nghe được con không sư? Dạ sư, con sẽ gom cái câu hỏi con nhắn tắt là coi như con không thể ngờ con đã được đi Ấn Độ, và con cũng không thể ngờ con chưa hề biết sư Trường Quang trụ trì ở bên chùa Đại Lộc bên Ấn Độ, nhưng mà do một cái nhân duyên bất ngờ thì con lại được xuất gia với sư Trường Quang, một vị chưa biết mặt, chưa biết tên mà là sư phụ của con. Thì ý con hỏi sư là có phải đây là nhân duyên từ đời quá khứ không? Con và sư Trường Quang đã từng là thầy trò với nhau không bạch sư? Dạ con kính nhân mít đến sư. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Thì
chúng ta nghe Đức Phật dạy đó, tất cả pháp ở trong cái thế gian này nó đều có nhân, có duyên. Đó, thật ra đó, khi một cái pháp nào mà nó sanh khởi thì nó cũng có nhân có duyên. Dính gì có nhân nó mới đưa đến quả. Đó, cái nhân là cái chủng tử, mà cái duyên nó là những cái điều kiện để dung bồi, để cho cái kết quả. Thì khi một cái vị này gặp một cái người khác thì không phải là tự nhiên, mà nó cũng có những cái chủng tử từ trong quá khứ rồi, không? Chính vì những cái chủng tử trong quá khứ này đó, nó mới đưa cái quả trong cái ngày hiện tại. Thì mặc dù cô với Đức Tường Quang không có quen biết gì hết, nhưng mà vì có cái nhân duyên nó đầy đủ cho nên là đến cái lúc đó nó trổ quả, gặp rồi được xuất gia thế này thế khác đó, thì nó là vậy đó. Sư cũng vậy thôi, có nhiều cái nó bất chợt đó, không? Cái 2005 đi dự lễ dân y với chùa Thiên Trúc của sư Pháp Hảo, thì mình xuống chứ chỉ xuống là tính dự lễ dân y rồi đi về, chứ mình đâu có nghĩ là đi Phú Quốc rồi gì đó. Đi chung cái đoàn Phật tử ở trên Tứ Phương Tăng Bình Long đi xuống theo lời mời của Đại Đức Pháp Hảo xuống dự lễ dân y. Mà rồi xuống dự lễ dân y gặp mấy vị quen, rồi sư Pháp Hảo cũng có nhã ý là thỉnh ở lại để tới ngày rằm thuyết pháp đó. Thì cũng muốn ở lại đi vòng vòng tham quan Hà Tiên rồi mấy ngày. Rồi khi đó tự nhiên khởi lên cái tay ý rồi, bây giờ biết chừng nào mình có dịp xuống Hà Tiên nữa, thôi là thuyết pháp rồi xong xuôi rồi đi qua Phú Quốc cho biết, phải không? Đó, rồi mới đầu thì cũng có mấy vị muốn đi, nhưng mà rồi cuối cùng trục trặc sao đó, tới cuối cùng khi mà đi thì sẽ đi có mình. Hồi đó giờ mình không quen, không biết ai ở bên Phú Quốc hết á, tự nhiên mua vé tàu đi tà tân đi qua bển. Cũng có nhân duyên sao mà vô cái chùa Bắc Tông, rồi mới đầu người ta thấy mình lạ quắc, người ta cũng sợ, nhưng mà rồi cuối cùng là cũng người ta cũng hoan hỷ là cho ở tuần lễ đó. Rồi cái ông thầy đó mình ông cũng không biết đâu, tự nhiên rồi ông tiếp xúc và ông hoan hỷ, cái ông nói thôi bây giờ là con mượn xe của Phật tử, rồi sư cho con tiền đổ xăng rồi con chở sư đi đó. Là nhờ vậy mà ông chở đi vòng vòng đi thăm là An Thới, rồi chỗ này chỗ kia chỗ nọ, đi Dương Đông rồi đi lên đủ thứ vòng vòng Phú Quốc đó. Thành ra cái gì nó cũng có nhân có duyên. Mình có nhiều cái mình tính trước mà nó đâu có được. Còn cái gì nó nhân duyên nó tới là nó tới. Rồi cũng như đi Điện, rồi cũng như đi Ấn Độ rồi cũng vậy. Có nhiều lúc mình nghĩ là không có đi được, không biết chừng nào mới có đi được, tự nhiên đùng cái nó tới là nó tới. Thì
chúng ta cứ giữ cái hoài bão, cái chí hướng của mình nha. Mình cố gắng, mình nỗ lực, mình lại còn cái gì có nhân, tự nhiên nó sẽ tới. Cái gì nó cũng vậy hết. Thành ra câu tục ngữ ta nói là ruộng ai thì nấy đắp bờ, duyên ai nấy gặp, chớ chờ uổng công. Đúng không? Cái duyên, cái nhân mà nó đưa cái duyên nó tới rồi đó, thì mình phải chấp nhận thì thôi. Đợi bây giờ không có dịp mà đi được á, thì mình cứ nỗ lực mình thực hành nữa. Mình còn nào phải nhân duyên tới thì lúc đó mình đi ha. Nhân duyên nó đưa đẩy tới mà có điều kiện để xuất gia là rất là tốt ha. Chứ đừng có đợi cái vị đó là phải vị trưởng lão, vị hòa thượng, có người là phải lựa. Vị chừng nào mà tôi gặp vị hòa thượng này là tôi mới xuất gia. Còn hòa thượng xuất gia nó khổ vậy đó, xuất gia mà còn phải lựa. Thành ra thôi, nhân duyên nó tới mà được thì mình xuất gia, để mình gieo duyên được ít ra. Nếu mình tu được thời gian càng lâu thì càng quý, còn không á, ba ngày cũng quý, một ngày cũng quý, không sao hết. Thì như vậy đó, là để chính bây giờ mình gieo cái nhân trong ngày vị lai đó, để mình có nhân duyên mình gặp lại trong cái chánh pháp, để mình học pháp và mình thực hành giáo pháp, để dung bồi cái phước báo, cái trí tuệ của mình. Xin chúc cô Quỳnh nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, sa thú con thành kính tri ân sư rất là nhiều, đã giảng giải câu hỏi của con. Dạ, con thực sự qua đó là thể từ cái ngày mà con đi Ấn Độ lần đó về là con nghĩ là cái gì nó cũng phải có nhân có duyên, giống như lời sư nói. Cảm ơn thiện phủ. Và con đi Ấn Độ lần đó thì con không có dự được cái lễ tụng tạng, tại vì nó không đúng giờ đúng ngày. Thì sao nhiều năm con nguyện trong lòng, nguyện suốt luôn vậy đó. Dạ, cứ mỗi lần mà sư pháp tính mà đi Ấn Độ để tụng tạng là con luôn cúng dường đánh sư, phương tiện và cái vật dụng, rồi hùng nhĩ sư để ra đó trai tăng cho con. Và trong lúc con cúng vậy đó, cái con cứ nguyện hoài, do cái nhân duyên này cho con có một cơ hội một lần được đi qua Ấn Độ để tụng tạng. Thì có nhiều người con nói chuyện thì người ta cười con, thế nói muốn đi thì đi, với làm sao mà có dụ cứ nguyện là cho có nhân duyên. Nhưng mà con không tin là như vậy. Thật sự không phải đi Ấn Độ mà có tiền mà đi được đâu. Dạ, con thấy có nhiều vị cũng nói là mặc dù có tiền, có phương tiện, có đủ thứ hết, thậm chí mà mua vé máy bay rồi mà vẫn không đi được luôn. Dạ, nên con nghe vậy nên con nguyện hoài. Thì cuối cùng con đã năm 2019 con cũng đi được trong cái dịp tụng tạng. Mà trong khi con đi được á, thì con cũng nhờ sư pháp tính rất là nhiều luôn. Sư giúp cho con từ giá máy bay, từ cho người đón ở Thái Lan, Ấn Độ này kia nọ, thì con đã được như ý nguyện. Thì rồi sư pháp tính cũng ra đi. Nên con nghĩ đúng là nhân duyên. Nếu mà sư pháp tính trước á, thì chắc con không bao giờ có cơ hội. Tại vì con ở Mỹ mà con về Việt Nam rồi con đi là cả một cái vấn đề không phải đơn giản. Nên là con thấy đúng là câu là nhân duyên. Bởi từ chỗ đó con nghĩ thôi, cái gì cũng cứ tạo bất thiện, dù lớn dù nhỏ gì cũng tạo. Và cái việc ác thì cố gắng để đoạn trừ. Thì cái gì nó tới, nó sẽ tới. Dạ, bây giờ thì con đã thấy còn có 4 phút nữa thôi.
Còn vị nào có câu hỏi cuối cùng không? Không có thì nếu mà không may có ở trước máy và nếu có thể hồi hướng được thì Nhục Quỳnh xin mời Hồng Mai. Hồng Mai có trước máy không? Hồng Mai ơi, Hồng Mai có trước máy không? Rồi mời Hồng Mai nha, mời Hồng Mai. Mai lên sám hối rồi thỉnh thượng tọa phát thanh chúc phúc ha. Rồi mời Hồng Mai. Dạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Xin đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ và thể đạo tràng. Con xin phần sám hối Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo sau khi nghe Pháp. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Uttamang yena vandehaṃ pādapam sum varuttamang buddhe yokalito doso buddho khamatutang mamang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật Bảo, cúi xin Bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang yena vandehaṃ dhammaṃ ca duhitaṃ varaṃ dhamme yokalito doso dhammo khamatutang mamaṃ. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang yena vandehaṃ saṅkhaṃ ca duhitottamaṃ saṅkhe yokalito doso saṅgho khamatutaṃ mamaṃ. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ con xin thỉnh sư pháp thanh chúc phúc đến đạo tràng chúng con cho toàn phước báo ngày hôm nay ạ. Con kính thỉnh ngài. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Thầy xin thay mặt kêu tăng phúc giúp nhấn để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba bhutanu bhavena sadasoti bhavantu te. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba dhammanu bhavena sadasoti bhavantu te. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba sanghanu bhavena sadasoti bhavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì định người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Cầu xin cho quả tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bụt Thầy Giá. Sa thú lành thay. Ya đề quá ta sâm tí vi hà ra hoa si ni thu pe ca re bu ti ca re ta hình ta hình ta tham ma đa nê na ta hoàn tu pu chi ta sot thình ca ron tê ta vi hà ra măng đa lê tê ra cha mắt cha na hoa ca cha thích kha vô sa ra ni ca đa na ta ti u pa sa ka ya ma cha de sa ni ya ma cha is sa ra sap pa na phu ta su ki ta pha wan tu te cha la bu cha ye pi cha an da sam pa wa san se da cha ta a pha vô pa pa
ca căn tham ma wa rang patichche sabbe dukkha sakaram tu sankhayam ha tu chirang satang khammo sammatara cha pukkala sankho tu samak go wa appaya cha hittaya cha amhe rakkhan tu sabbhammo sabbe pi dhammacarino vuttin sampa punaiya matham mariyappa vedite. Nguyện cầu các đấng chư thiên trong vòng tịnh xá ngự yên hàng ngày, ngự nơi đền tháp xưa.